Ngoài ra thì mình còn có danh mục khách hàng nhà cung cấp, nên chị có thể vào đây để mình xem luôn. Đó. Cái tab thu chi tiền này thì nó sẽ là cái tab tổng hợp tất cả những cái chứng từ thu tiền và chi tiền mà các anh chị đã lập ở trên phần mềm ấy, thì nó sẽ được tập hợp hết ở trong cái tab thu chi tiền này. Và để tiến hành hạch toán thì mình cũng vào cái tab thu chi tiền này để mình tiến hành hạch toán nhé. Phía bên tay phải ngoài cùng của anh chị là các cái báo cáo. Báo cáo này là các cái báo cáo liên quan đến cái phân hệ tiền gửi của mình, như là bảng kê số dư tiền theo ngày này, hay là sổ tiền gửi ngân hàng, hay là bảng kê số dư ngân hàng. Đó. Anh chị muốn xem báo cáo nào liên quan đến phân hệ tiền gửi thì mình sẽ sang cái tab báo cáo này để kiểm tra. Ở trong phần thu chi tiền gửi này, trong này thì nó sẽ hiện lên tất cả các cái danh sách này, tổng thu, và nó sẽ hiện lên tổng tiền thu đầu từ đầu năm đến hiện tại của anh chị là bao nhiêu, tổng chi là bao nhiêu và số dư hiện tại đang là bao nhiêu, để cho anh chị theo dõi. Để cho anh chị theo dõi cho nó tiện lợi. Và ở trong phần nó thu chi tiền gửi này thì anh chị cho em hỏi một chút là các anh chị có bên nào là anh chị có nhận cái bảng kê tiền gửi ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng ấy về để mình hạch toán không ạ? Alo anh chị ơi, mình có bên nào anh chị nhận cái bảng kê ngân hàng từ phía khách hàng về để mình tiến hành mình hạch toán ở trên phần mềm không ạ? Thì mình có thể check lên. Có đúng không ạ? Dạ vâng ạ, anh chị cho em hỏi một chút là cái bảng kê mà mình nhận về là ở dưới dạng Excel hay là dạng ảnh? Khách hàng sẽ in ra cho anh chị hay là người ta gửi file Excel cho anh chị ạ? Anh chị có thể bật mic lên mình trao đổi trực tiếp luôn với em cũng được, hoặc là mình nhắn tin lên phần khung chat nhé. Thường thường ấy thì em thấy hay đấy á. Thường thường thì em thấy là các anh chị kế toán dịch vụ ấy thì mình sẽ được nhận từ phía khách hàng một cái bảng kê, cái bảng sao kê ngân hàng ở dưới dạng file Excel hoặc là dưới dạng ảnh, mà như chị có chat là dạng giấy đúng không ạ? Dạng file giấy. Dạ vâng, file Excel hoặc là file PDF. Thì đối với những cái những cái file dữ liệu dạng Excel ấy thì mình sẽ tiến hành mình nhập liệu trực tiếp lên trên phần mềm.